Nhân chuyến thăm London mới đây, thì Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Donald Tusk đã kêu gọi Anh nên bàn về cách thức rời EU càng sớm càng tốt. Điều này tiếp tục đặt áp lực lên tân Thủ tướng Anh Theresa May trong việc xúc tiến thủ tục ly hôn với EU. Trong chuyến thăm London vừa qua, ông Donald Tusk đã gặp trực tiếp bà Theresa May lần đầu tiên kể từ cuộc trưng cầu dân Ý 23 tháng 6. Cả hai đều tỏ ra khá phấn khởi về việc sẽ bắt đầu thảo luận hậu Brexit trong vài tuần tới. Vào ngày 27 tháng 9 tới đây, các thành viên của Liên minh châu Âu sẽ có cuộc họp quan trọng tại Bratislava, thủ đô của Slovakia. Ông Tusk cũng cho bà May biết các thành viên của EU sẽ thảo luận về mối quan hệ tương lai của EU với Anh và khi nào thì nên chính thức thực hiện thủ tục để Anh ra đi. Nói một cách đơn giản, hiện tại bóng đang trong sân của phía các bạn. Tôi tin rằng nó không dễ dàng, nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ sẵn sàng bắt đầu cho các thủ tục càng sớm càng tốt. Trước đó, Thủ tướng May cũng đã cho biết Anh sẽ không kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon trong năm nay.